Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em một app viết câu đối bằng chữ thư pháp theo mẫu có sẵn, rất dễ dàng và nhanh chóng. Trước tiên anh em vào cửa hàng Sếplay tải cho mình ứng dụng Thầy Đồ rồi cài đặt về máy. Mình đang chia sẻ cho anh em bằng điện thoại hay đồ Android nha anh em. Bây giờ anh em bắt đầu mở ứng dụng lên. Đây là giao diện của ứng dụng nha anh em, rất là đơn giản. Ở đây nó có 4 phần: câu đối, sinh chữ, song đất và xem ngày. Mình chỉ chia sẻ cho anh em về phần câu đối. Anh em chọn vào câu đối. Tiếp tục anh em chọn vào viết chữ. Ở đây có rất là nhiều mẫu câu đối, anh em có thể chọn ở đây. Hoặc là anh em có thể viết theo ý muốn của mình bằng cách chọn vào nhập câu đối. Ở đây nó có cái phần lưu ý cho anh em là hai cái vế câu đối này nè, nó phải bằng nhau về số chữ và tối đa là 9 chữ nha anh em. Bây giờ mình sẽ nhập cái câu đối theo ý của mình. Xong rồi anh em chọn đồng ý. Tiếp tục anh em chọn vào cái phần đen, chỗ kiểu phông. Ở đây có rất là nhiều phông, anh em có thể lựa chọn một phông mà mình yêu thích hoặc là để theo phông mặc định của nó luôn. Tiếp theo là hình nền dây gom. Ở đây nó cho mình một vài hình nền, anh em có thể lựa chọn. Tiếp tục, hình nền của bạn. Là ứng dụng này nó cho phép của anh em lấy những hình ảnh mà anh em yêu thích trên cái thư viện máy. Tiếp tục, vào cái phần màu giấy. Ở đây nếu anh em không thích màu đỏ thì mình có thể chọn một màu bất kỳ, màu nào cũng được. Rồi, tiếp tục về cái phần màu chữ. Nếu anh em không có quen với cái màu chữ màu đen cổ điển thì bây giờ mình sẽ chọn một cái màu chữ khác anh em. Sau khi anh em chọn chữ xong rồi, anh em chọn vào cái phần là đổi màu tất cả chữ nữa nè, để hai bên cái vế câu đối nó cùng một màu luôn. Rồi, tiếp tục về cái phần ẩn nền giấy. Đây, anh em có thể làm mất cái nền giấy hoặc là để hiện nền giấy. Rồi, tiếp tục kiểu thanh cuộn. Ở đây nó có màu vàng, màu đỏ. Mình không thích màu đỏ thì mình cho màu vàng nha anh em. Rồi, tiếp tục là kiểu câu đối một nền. Nó lúc nãy là hai nền, bây giờ là câu đối một nền. Rồi, để điều chỉnh về cái phần chữ, anh em nhấn vào chữ nè, kéo lên xuống. Còn mà lớn nhỏ thì anh em dùng hai cái ngón tay của mình. Sau khi anh em đã điều chỉnh xong hết rồi thì anh em sẽ chọn vào cái phần lưu. Tiếp tục anh em chọn đồng ý. Khi nó hiện như thế này, tức là đã được lưu về máy rồi. Rất là đơn giản nha anh em. Nội dung video mình đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy thích, cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở video kế tiếp. Xin chào.